Hello, hello. Xin chào mọi người lại quay trở lại với kênh Gà Ta Miền Nam. Nay là một buổi sáng đẹp trời, vắng vẻ, thưa khách các bạn. Vắng vẻ, thưa khách, vịt già. Hôm nay bài này là bài thứ cùng một bài nhưng mà về lần thứ hai rồi nha mọi người. 65 đến 70 ngàn một ký thôi nha mọi người. Gà vịt rất đẹp nha mọi người. Gà vịt này thì chỉ nấu giả cầy ăn thôi nha mọi người ơi, chứ nó già lắm à. Đẹp lắm. Cái này vịt để nấu giả cầy nhá, không có luộc ăn nó dai lắm mọi người. Đấy. Hello, hello. Chúc mọi người thật là nhiều niềm vui và sức khỏe trong cuộc sống. Và luôn luôn là bình an. Bây giờ thì nói chung là buôn bán nó không được nhanh như ngày trước mọi người. Giờ kinh tế nó khó khăn hay sao á. Công nhân người ta thất nghiệp nhiều mọi người, không có tiền ăn. Đó. Thì vịt rất là đẹp nhưng mà ế. Cái này mà lúc trước á hả, về một phát là không còn một con nha mọi người. Trội luôn á. Bữa nay là nó ăn chậm. Ở đâu mà đấy, nhiều con to lắm nhỉ. 4 5 6 ký cũng có. Đây. Đấy, mọi người thấy cái con ha. Đây, con này này, đây này, nghe cái tay mình chỉ đấy. Đây này, chỉ nhá, chỉ đến này. Đấy, con này 5 ký mọi người ạ. Đây này, đấy. Đấy, 5 ký đấy. Ý, to chưa? Đây, to. Dã man con ngàn. Quá to luôn. Thì đây còn thấy bên này thịt cỏ mọi người. Rẻ hơn mấy ngàn. Cỏ vịt đẻ tiếp cò đã chưa tắm tắm trong chậu luôn. Hey, phê nhỉ, vịt này cứng lắm rồi nha mọi người, to con lắm. Vịt cỏ cái chỗ bồn nó cho cái chỗ bãi nó tắm này mọi người đấy. Còn đây là mấy cái đồ người ta để vào bắt vịt này mọi người, nùa vào á, bắt con nào thì nùa vào con đấy bắt. À, già chưa đấy, con này rồi, cái con này á phải 5 ký này mọi người. Đây con này này, đấy trời ơi cái màu rồi, kinh dị không, khiếp nè. Ôi giời ơi này, trời ơi, nhìn thấy ớn ăn không, to kinh, đèn thui. À con này màu lâu, màu lâu mọi người ơi, này màu lâu. À, nó bay ghê lắm nha, nó đẻ lắm. Buổi sáng hoặc là chiều nó thường hay đi lượm trứng của mấy cái con này để về chiên ăn nè mọi người. Lượm trứng của mấy con vịt này mọi người. Già. Trong này cứ bỏ vào đây cái chậu nước với để ít cám nè. Cái khay này cám này cho nó ăn nè. Đó. Đã chưa? Đấy, nhìn mà mê luôn mọi người. Mê chưa? Đấy, chất lượng lắm. Vịt sim già nhé. Sim nai già, nó có đốm trắng nha mọi người. Là sim nai già. Cái nấu giả cầy tuyệt vời mọi người ạ. Nhiều người hay đặt mình cái này lắm mọi người, nhưng mà mình thật sự lười làm lông. Lười bán cái vịt này. Rất lười, toàn bán gà mà, ít bán vịt đó. Ai đặt thì mình bắt về, hoặc là có vịt sạch như mọi hôm mình hay quay đó, có vịt sạch thì mình bắt về mình bán rồi ta. Nhưng mà mình đã bán có 80 thôi mọi người ạ. Cái vịt này ở ngoài chợ là cả 100 ngàn nha mọi người. Cả 100 ngàn một ký á mọi người. Ở chuồng, ở trại thì nó rẻ hơn rất là nhiều nha mọi người. Cái công làm với ấy nhưng mà 100 thì nó cũng hơi cao một xíu nha mọi người. Đó. Đã chưa? Mê luôn. Đó. Đã chưa? Nước tắm của nó hơi bẩn rồi. Đây, người ta chưa xả đó, nó bẩn rồi. Đấy, nước tắm bẩn lắm. Trần thì thoáng mát đây, vịt cỏ đây. Đấy, được bên là vịt cỏ, bên này đấy làm chuồng như thế này nè mọi người đấy. Bên là, còn cái này là mái tôn này, nó cao lắm, 4-5 mét á, mát, thoải mái, đấy, đã chưa? Đấy, có cả chuồng bồ câu này, đấy, bồ câu rồi chơi đó mọi người. Đấy, đấy to này, đi nó phình phàng rồi. To quá mà đi không nổi. To phê quá đây. Ấy trời ơi. Đi nó cành càng, ăn ác lắm. Ăn khỏe lắm nè. Đấy. Ăn. Úi trời ơi.
Nhìn nghiền luôn à. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi video và hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau nhé. Chào mọi người.